Mẹ coi video đấy. Mẹ thế thì mẹ coi video đấy. Con để ra chỗ đấy giúp mẹ đấy. Cho mẹ ngủ thêm. Mẹ thế là ngoan đấy. Bố bảo này. Mẹ để máy ra đây. Bố bảo này nếu mà muốn ăn sáng thì ra lấy bánh mì ở trên trên chỗ cạnh cạnh chỗ lấy nước nhá. Ừ, con ra con lấy bánh mì ở cạnh nước nhá. Sữa cun ở trong tủ lạnh nhá, tự lấy nhá. Hoặc là ngoài kho nhá. Dọn thôi nhỉ. Làm gì trước nhỉ? Đấy. Đấy, bố buộc đấy. Trời ơi, chỉ có bố mới buộc tóc thật như này thôi. Hôm nay thì bọn mình sẽ dọn dẹp cái phòng ngủ này của bọn mình. Thực ra ngày nào cũng phải dọn thôi, nhưng mà hôm nay thì sẽ tổng vệ sinh một chút xíu. Biết đấy là Chun với cả Trang thì ngủ chung giường với cả tụi mình, cho nên là một tuần thì cứ 1 đến 2 lần. Thực ra là thường là một lần thì bọn mình sẽ thay chăn ga một lần. Đấy, để cho nó một tuần thì sẽ thay ga một lần. Chứ không phải một lần sẽ thay ga một lần. Thế là em gối thì thực ra là một cái chỗ mà rất là bẩn luôn. Bình thường là mình đi ngủ mình sẽ áp mặt lên gối này, mình hít thở cả một buổi đôi đêm ở trên gối. Cho nên là mọi người cố gắng là cứ khoảng độ tầm 6 tháng thì mọi người nên thay giường gối một lần. Nhà mình thì cứ đều đặn 6 tháng. Thực ra là không đúng 6 tháng lắm, nhưng mà cứ khoảng độ 6, 7, 8 tháng gì đấy thì mình sẽ đi mua vỏ gối mới một lần. Hoặc không là trong cái quá trình sử dụng đấy thì mình sẽ thường xuyên mang ra kiểu phơi nắng hay là gì đấy, để cho cái gối của mình nó được sạch sẽ. Chứ nếu mà không, bình thường mọi người cứ chỉ để ở trong phòng ngủ thôi, mọi người nghĩ là nó cũng đâu có tiếp xúc ra ngoài đường khói bụi gì đâu, nhưng mà mọi người hoàn toàn là nhầm. Bởi vì nhiều khi cái gọi là sao nhỉ, cái tế bào chết, những cái gọi là sao, cái tế bào chết trên da của mình ấy, gọi là gì nhỉ không nhớ nữa đấy, nó ra thì nó sẽ làm cho chăn ga gối đệm của mình rất là bẩn. Đây, ngồi ngồi lên đây và nằm bên đây, bố nhỏ nước mắt không, nằm bên giường bụi à, hai bên luôn á.
Hello, sir. Nhà mở mắt to ra chứ. Hello, sir. Ok. Hello, sir. Ok. Bình thường ý, nếu mà khi mà mình thay chân ga gối thì mình sẽ dùng máy hút bụi để mình cà ở trên cái bề mặt này hút cho nó sạch đi, xong rồi mới thay ga vào. Tuy nhiên thì hôm nay thì muốn kỹ hơn là mang cái này nó ra phơi, xong rồi tí nữa sẽ hút thêm lại lần nữa cho nó chắc. Ê, yêu ơi, mọi người nhìn này. Mọi người nhìn này. Ở trên này nghĩa là nhìn ở dưới đáy đệm. Nhìn không rõ lắm nhưng mà dưới đáy đệm. Mọi người nhìn thấy ở dưới đáy đệm nó rất là bẩn luôn, với ở giường này. Mọi người nhìn thấy không? Là bụi rất nhiều luôn, nhiều khi nó lọt khe ở dưới này. Hôm nay bọn mình sẽ mở luôn cái hộp máy hút bụi này. Và trước mọi người nhớ không, là lúc bọn mình có unbox đồ Dyson ấy thì bọn mình có nói là bọn mình sẽ mở cái máy hút bụi này ra sau. À, hôm nay thì sẽ đến cái ngày để mở cái máy hút bụi này ra. Ở nhà mình thì đang dùng cái bản V11 rồi, dùng rất là ok luôn. Nhưng mà hôm nay thì muốn mở cái bản này ra để dùng, tại vì cái bản này thì nó sẽ nhỏ gọn, dễ cầm, dễ sử dụng hơn. Với cả có một cái đầu này này, đâu ấy nhở? Cái đầu đấy là cái nào ấy nhở? Cái này rất là hay mà cái bản trước của nhà mình nó không có, cho nên là hôm nay thì dùng cho cái này thì nó hợp lý luôn. Đây. À không phải. Đây. Cái đầu nó như cái kem ốc quế này. Đấy. Cái đầu nó như cái kem ốc quế này thì cái đầu này nó là một cái đầu để mà chúng ta có thể hút tóc này, lông chó này, hoặc là hút những cái mà kiểu như cái sợi nó dễ bay ấy, hoặc là dùng để hút chăn ga gối đệm. Đấy, cho nên là cái này hôm nay sẽ phù hợp luôn ở trên đệm mình đang dính bao nhiêu tóc ấy. Đây đi nữa. Đây, cho Cam làm đi cho quen. Rất là nhiều những cái đầu hút mà cái về tính năng ấy thì cái máy V12 này nó giống như là cái máy V15, cái máy V15 mới nhất, nhưng mà nó gọn nhẹ với cả nó tiện hơn, nó gọn hơn ấy mọi người, tại vì cái này nó dành riêng cho cái thị trường châu Á Thái Bình Dương. Đấy, cho nên là cái này nó rất là tiện, nhỏ gọn nhẹ mà chức năng thì nó cũng như vậy cả. Đó. Bên cạnh đấy thì bạn nào mà muốn mua thì có thể qua sắp tới thì sẽ có flagship store rất là lớn luôn ở Hà Nội và là to nhất Việt Nam. Đó, cho nên là các bạn có thể qua đó để mua sắm offline. Nếu mà bạn nào ngại mua sắm offline tại vì dịch bệnh ấy thì có thể qua mua sắm online trên trang web và Dyson.vn cũng được. Đó. Trông nó nhẹ. Cũng gọn nhỉ. Nhẹ lắm, tại vì là cái này nó dành riêng cho cái thị trường châu Á. Bây giờ mình sẽ hút luôn cái đầu mới này ở trên đệm này, tại vì là cái đầu hút như mà mình nói là để hút tóc, hút lông chó, lông mèo, xong rồi hút ở trên đệm, trên sofa. Mà cái này nó sẽ không bị kẹt giống như là các loại máy hút bụi thông thường khác. Bây giờ mình sẽ hút thử nhá. Đấy, chắc là mẹ zoom vào cái màn này này. Đây, cho mọi người xem là ở trên này có rất là nhiều tóc của mình. Tại vì là kiểu mình đã chia sẻ với mọi người rồi, mình bị rụng tóc rất là nhiều. Cái bố hút thử đi xem. Quá là đã luôn, không còn tóc rồi, cả lông mũi các thứ này hút hết vào bên trong cái lồng như này rồi này. Đấy, và quan trọng nhất là cái đầu mọi người nhìn thấy là sẽ không bị mắc, không bị kẹt, kiểu không bị vướng tóc ở đây. Hay phết. Rồi đi hút nốt kia rồi mang cái tấm đi tắm phơi ha. Ok, bây giờ thì sẽ đến lượt chỗ này, là chỗ cũng rất là bẩn luôn. Ở dưới này thì nó có rất là nhiều bụi kiểu. Cam đang giúp mẹ dùng cái phớt chân để phớt qua cái bụi trên này. Xong đấy thì mình sẽ dùng máy hút bụi để mình hút sạch một lần nữa ở đây. Nhưng mà phải thay đầu nhá. Phải thay đầu. Cái này là cái đầu để chuyên hút đồ cứng đấy mọi người. Mọi người nên xem cái video mà người ta hướng dẫn mình sử dụng các cái đầu này. Tại vì nếu như mình biết sử dụng đúng những cái đầu này thì nó sẽ giúp mình dọn dẹp nhà cửa rất là tiện luôn. Cái máy V12 này nó có một cái hay nữa này mọi người nhìn này. Đó, nó có một cái màn hình LCD để có thể phân tích được bụi và đếm bụi đó sau khi mọi người hút. Ngoài ra thì có một cái cảm biến để khi nào mà mọi người hút những cái chỗ nào mà nhận diện được, nó sẽ nhận diện được chỗ nào nhiều bụi hơn ấy thì nó sẽ hút mạnh hơn. Ví dụ như là con này mà hút to hơn thì không có hút được. Đấy, sẽ nhận diện được là chỗ nào mà nhiều bụi hơn thì sẽ hút mạnh hơn. Đấy, cái này tính năng rất là hay trên cái V12 này. Hôm nay một ngày đầy gió luôn. Thực ra là Sài Gòn đến tầm tháng 10 là 11 tháng 12 ấy, mọi người nhìn này. Chỗ nhà mình không cần điều hòa luôn, không phải điều hòa luôn, gió mát lắm. Và đánh vàng. Sao? À, Cam dọn sạch rồi đúng không? Ok, tí nữa mình sẽ sử dụng giấy lau để mà mình lau sạch chỗ này nữa là được nhá. Hôm nay là rất là gió to luôn.
Đó, may quá có nắng, tại vì là mấy hôm nay kiểu cả tuần nay Sài Gòn mưa, kiểu nó chỉ nắng được một chút xíu buổi trưa không thôi. Đâu, không tí được nữa. Một tí nữa là có thể là phơi được một tí nữa là trời nó sẽ mưa ấy mọi người. Bây giờ mọi người sẽ để phơi nhanh cái chỗ này đã nhá. Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are. And it's all for you. It's all for you. It's all for you. Thay một cái ống hút dài và nhọn như này để bọn mình hút hết tất cả những cái mạng nhện với cả là những cái bụi bẩn ở trên trần nhà và rèm trước á. Xong đấy thì thứ tự là dọn ở trên, phần ở trên và những cái phần ở trên cao trước đã, rồi xong mới dọn ở phần dưới giường và ở dưới mặt đất này. Có đèn luôn này. Trong ơi, kéo đèn mà. Có cái đèn này thì sẽ đây, kéo đèn mà tắt đèn đi. Ừ. Đây. Hôm nay chúng mình là nhân vật chính á. À? Mình ngày nào mà chả dọn nhà. Thế á? Còn bao giờ không dọn đâu. Bọn mình lúc nào cũng chỉ... Bố đóng cửa. Không cần đâu con ạ, thế đủ tối rồi. À, hôm nay còn máy hút bụi mười có khác. Bố hút cái này trước đi. Đây, mình đang hút đây. Ở trên trần nhà thì sẽ có rất là nhiều mạng nhện với cả là bụi nó tích tụ ấy. Cho nên là mọi người nhớ là kiểu ít nhất là một tuần thì mình nên hút tổng vệ sinh cái trần nhà một tí. Bởi vì là nếu trên trần nhà bụi thì khi mà mình nằm, mình sinh hoạt ở dưới đất này thì cũng sẽ không thể tránh được cái sự mất vệ sinh được. Bây giờ thì mình sẽ đi lau hết tất cả những cái giường với cả là những cái kệ tủ xung quanh trong này. Và bố Kiên thì sẽ đi gỡ cái rèm này ra để mà giặt. Đây này. Đấy, vất vả nhất nhà đấy. Ôi, được việc chưa? Hôm nay sẽ bỏ hết thôi à? Đống đồ này ra để mà lau kỹ tủ. Úi giời, thế các anh giúp mẹ lau giường nhá. Giỏi thế. Lau ở trên thành giường nữa nhá. Ở trên nữa. Hăng hái quá nhở. Xịt cửa. Good job. Bình thường là mình có một cái thảm ở đây mọi người ạ. Tuy nhiên là đây bị nhân vật này gác chân lên đái, thành ra là hôm nay cái thảm này cũng mang ra phải giặt rồi. Đây cho các cô chú xem này, Cam hăng hái giúp mẹ chưa. Trời ơi Chun, Chun ơi, chả nhìn thấy mặt Chun đâu cả. Mẹ ơi sắp hết rồi. Em giận. Không không, xịt thấy ok rồi, nhưng mà bị con cầm khăn con quên. Nó rộng ra. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà sao xịt tầng này cơ mà sao con lại lau tầng đấy? Xịt tầng sau con người cơ mà. Đấy, lau cái đấy chứ. Ô Duyên. Bờ mông quần rú. Cho mọi người xem nhá, cái rèm của mình đúng không? Nhà mình là sử dụng cái rèm màu sáng màu. Thì cái rèm này thì mọi người cứ bảo là tại sao sáng màu nha, thì sợ khi mình ngủ nó sẽ bị chói. Nhưng mà cái rèm này thì nó có một cái lớp chắn sáng ở bên trong. Nó chỉ chắn sáng, mình chỉ chọn cái loại chắn sáng 70% thôi. Alo. Dạ. Vâng, bánh donut cho con đó. Đấy, đang nói dở với mọi người. Thì nếu như phòng mọi người mà muốn sử dụng rèm trắng để cho nó được sáng sủa phòng ấy, trông cho nó đẹp đẹp ấy, nhưng mà mọi người vẫn lo rằng là nếu mà sáng ngủ dậy kiểu ánh sáng nó bị chiếu vào phòng sáng quá, thì mọi người có thể làm những cái loại rèm như nhà mình. Cái loại rèm như nhà mình ấy thì nó sẽ có một cái lớp chắn sáng, và mọi người thì chọn loại chắn sáng 100% hoặc là 70-80% đều có hết, tùy theo là cái độ sáng của mọi người muốn khi mà kéo rèm lại. Tuy nhiên thì bọn mình vẫn muốn là khoảng độ tầm 70% thôi, để sáng thì vẫn có ánh sáng nó le lói vào phòng thì mình sẽ có thể tỉnh giấc tự nhiên được. Chứ còn nếu mà phòng mà nó tối om, kiểu sáng dậy nó vẫn tối om ấy, thì mình cảm thấy là dậy như thế nó rất là uể oải. Mọi người có thể tham khảo nhá. Còn đó, mọi người quay trở lại câu chuyện đang định nói với mọi người, thì mọi người thấy không, nhìn những cái rèm như này trông nó không hề bụi bẩn đúng không, nhất là những cái voan như này. Nhưng mà khi mà mình kéo nó xuống ấy thì mình mới thấy rằng là nó đen xì luôn mọi người ạ. Để lau giữa giờ cho chị bé này. Donut for you. Rồi lau cho Cam xem nha. Cam ơi, Cam nhìn này. Có cái màu hồng này Cam nè. Trông thích chưa này Cam này? Sao? Đây. Cam vào rửa tay đi đã, vào rửa tay đi đã. Con rửa tay rồi. À con rửa rồi. Rửa tay cả phòng rồi thì con này. Ơ kìa. Đấy là phần cho con mà.
Em thực. Em bảo mình ăn trước để ăn thử. Ăn thử cái nào? Ăn thử cái trà xanh nhá. Nhưng anh mua cho cam mà. Thì em bảo mình ăn trước ăn thử mà. Nhưng của cam mà. Are you? Dọn phòng này nó dọn phòng này thì nó nhàn hơn dọn phòng bếp nhiều nhỉ? Nhàn hơn nhiều. Nhàn hơn phòng bếp nhiều. Anh có hỏi gì cho mọi người comment rồi không? Thì anh hỏi mọi người mọi người thích dọn. Mọi người thích thích, dọn phòng thích nói gì thì mọi người comment bên dưới nhé. Nói gì không quay. Mọi người có câu hỏi gì mọi người hãy comment cho bọn mình nhé. Đang định hỏi là bình thường thì mọi người ở nhà thì mọi người thích dọn phòng nào trong nhà nhất? Bọn mình. Hãy comment ở bên dưới. Thưa ở bên. Cho mọi người xem một vài cái cuốn sách mà mình hay để ở đầu giường. Có một cuốn này rất là hay, nó giống như là một cái cuốn lịch ấy mọi người. Nó giống như là một cái cuốn lịch để bàn. Và cái cuốn này có tên là 365 ngày an lạc của nhà sư Thích Nhất Hạnh. Ở trong này thì người ta cũng ghi cho mình rất là nhiều những cái câu nói hay của nhà sư Thích Nhất Hạnh để mà mình có thể lật ra mình xem từng ngày, hoặc là mình tìm một cái câu nào đấy hay để mà mình để đầu giường khi mà mình cần một cái sự cân bằng gì đấy trong cuộc sống, hoặc là mình cần cái lời khuyên gì trong cuộc sống thì mình hoàn toàn là có thể mở cuốn sách này ra để mà mình coi đó. Thực ra nó cũng không phải là cuốn sách mà mình nghĩ là gọi nó là cuốn lịch thì đúng hơn, không phải để xem ngày nhưng mà nó rất là giống cuốn lịch. Rồi một cuốn nữa cũng hay nữa đấy là cuốn 1 năm tư duy tích cực này, thì mình đã từng chia sẻ mọi người ở trên Insta cũng rất là nhiều rồi. Thì cuốn này ở trong nó cũng chia ra thành các ngày tương ứng với cả các tháng, 365 ngày đầy đủ. Thì trong cái này nó cũng cho mình mỗi một ngày là một lời khuyên luôn, và cứ sáng ngủ dậy thì mình sẽ lật ra một cái trang sách để mà mình đọc cái lời khuyên đó. Thì mọi người có thể tìm mua cuốn sách này ở trong hiệu sách. Mình mua cuốn sách này là ở trong hiệu sách Phương Nam đó, không biết là bây giờ người ta có bán không. Cuốn sách này thì nó sẽ không áp dụng cho một năm nào cụ thể cả, mọi người có thể đọc đi đọc lại kiểu các năm, hàng năm cũng được, mà cũng không nhất thiết là phải đọc kiểu hàng ngày. Tại vì tất cả những cái lời khuyên này thì mình thấy nó rất là bổ ích và nó rất là phù hợp với cả mọi người, tất cả mọi người luôn. Ngoài ra thì ở đầu giường bọn mình cũng hay có những cuốn sách, ví dụ như cuốn sách nuôi dạy con cái này, có cuốn này là cuốn 100 sai lầm của bố mẹ khiến cho con thất bại. Cuốn này thì mình chưa đọc hết tại vì là mới mua hôm vừa rồi thôi. Thì gần đây thì mình hay để những cái cuốn sách mà kiểu liên quan đến cuộc sống vợ chồng này, hay là nuôi dạy con cái ở đầu giường, để ví dụ trước khi đi ngủ chẳng hạn thì hai vợ chồng có thể đọc cho nhau nghe này, hoặc là kiểu đọc để cho nó dễ đi vào giấc ngủ ấy, nó dễ buồn ngủ để đi vào giấc ngủ, thì có những cái cuốn sách như thế. Rồi là cuốn sách Nhà cửa là một nửa tâm hồn này. Nói chung là để ở đầu giường thì mình sẽ để những cái cuốn sách nào mà để đọc nó thư giãn và nó giúp cho mình kiểu có thể là đi vào giấc ngủ được, hoặc là cũng có thể giúp cho mình bắt đầu một ngày mới được. Đấy là lý do tại sao mình lại có một cái giá sách ở đây. Ôi, cho mọi người xem là nó chiếu vào phòng trông thích không? Đó, nếu mà buổi sáng mà bọn mình mà mở hết cái căn phòng này ra thì nó cũng sẽ rất là sáng. Cho nên là chút nữa thì sẽ giải cái đệm ở trên này để cho mở hết rèm ra thì là nắng nó sẽ chiếu vào đây và nó có thể phơi cái đệm, chứ không phải mất công là phơi cái đệm này ra tận ngoài ban công nữa. Giờ sẽ phủ nốt cái chỗ bàn trang điểm này nữa là xong. Tí nữa thì mình sẽ phải mang cái chỗ cọ này để đi giặt, tại vì từ lúc ấy giờ bụi nó sẽ bám đây lên ở trên này. Này, tôi thì đang đứng bên này để quay xong rồi em đấy. Khó chịu không? Chứ đổi chai gì này hết rồi. Hôm nào mình sẽ dẫn mọi người đi một cái siêu thị. Nó là những cái đồ dùng gia dụng gia đình ấy, là những cái chai xịt chất tẩy rửa các thứ nọ kia mà mình mua cái siêu thị đấy hay lắm. Hôm nào bọn mình sẽ dẫn mọi người đi. Mọi người biết mình tắt điện để làm gì không? Mọi người biết mình tắt điện chuẩn bị làm thịt. À quên nhầm, làm gì không? Cái này hay cực nhất cho mọi người xem này. Cái đầu hút này thì nó có đèn laser. Đó. Ôi, nó sẽ soi được bụi. Anh phải quay nghiêng ấy, quay đây, nghiêng đây, 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 đây. Đấy, mọi người thấy không? Khi mà chiếu đèn laser nó sẽ nhận ra được rất là nhiều bụi để mà mọi người hút. Ôi, sạch luôn. Đấy. Úi giời ơi, hút nhanh thế. Cái đầu này sẽ là cái đầu mà chúng ta sử dụng hàng ngày luôn ấy, nên là mọi người cắm cố định nó cũng được. Trong cái gầm tủ này. Hơi tối. Thấy nhưng không? Mà muốn quay cho mọi người xem.
Mọi người nhìn thấy không? Buổi sáng đến giờ này hút được một đống lá cây, lông tóc, bụi. Ôi, chỉ trong cái phòng này thôi đấy. Sợ nhỏ. Nhiều dã man. Và bình thường nhìn phòng cũng rất sạch nhá, chả thấy có vấn đề gì. Bây giờ thì bọn mình sẽ nghỉ ngơi đi ăn trưa. Trưa nay bọn mình sẽ ăn bánh xèo. Và ăn dưa xong thì bọn mình sẽ nghỉ ngơi thôi. Rồi chiều chiều thì sẽ lồng chăn ga gối. Em nói nhá. Em chưa ăn mà anh đã bắt em nói rồi. Đâu, bọn mình đang tính bảo với mọi người là đó. Thực ra là mọi người để ý không, là clip trước bọn mình là clip mà dọn dẹp nhà bếp. Clip này thì là dọn dẹp phòng ngủ. Và chắc chắn là sẽ có clip dọn dẹp phòng khách và clip dọn dẹp phòng tắm nữa. Phòng làm việc. Bọn mình muốn làm cái series này để cho mọi người những cái lúc mà mọi người dọn dẹp nhà cửa mà bị kiểu buồn chán quá hoặc là không có động lực ấy, thì mọi người có thể mở vlog của nhà mình ra để có chút động lực. Và cũng có thể là mọi người sẽ vừa dọn nhà vừa xem vlog của bọn mình, coi như là đang dọn nhà cùng bọn mình, thì mọi người sẽ cảm thấy hăng hái hơn. Tại vì mình biết là cái tuần, bởi vì biết rằng là cái tháng này khi mà hết giãn cách rồi, mọi người quay trở lại công việc, thì cái nhịp sống nó tự nhiên nó thay đổi ấy. Nó sẽ làm cho mình kiểu hơi làm sao nhỉ? Nó hội vàng, nó hối hả hơn, và nó làm cho mình kiểu không có thời gian để mà chăm sóc nhà cửa và chăm sóc cho bản thân nhiều hơn, và mình sẽ rất là dễ kiểu bị căng thẳng trong công việc ấy, và bản thân bọn mình cũng như thế đó. Cho nên là giống như cái câu mà mình hay nói, dọn nhà thì mệt thật, thế nhưng mà không dọn nhà thì sẽ còn mệt hơn. Và mỗi lần mà cứ nghĩ đến như thế thôi thì cả nhà lại kiểu xắn tay áo lên để cùng nhau dọn dẹp. Sau khi mà dọn dẹp xong mất một cả ngày nhìn nhà cửa sạch sẽ thì chắc chắn là mình sẽ có cái động lực để mà mình làm việc hăng say hơn và thoải mái hơn trong căn nhà của mình đó. Chuẩn bị sẵn sàng cuộc sống bình thường mới. Sẵn sàng gì nữa, cuộc sống bình thường mới đang diễn ra rồi còn gì nữa. Thế mà dọn nhà của mình cần gọi đồ ăn về luôn cho tiện. Đúng. Thật chưa tiện. Vừa dọn nhà xong rồi vừa nấu cơm, nó rất là mệt. Nhà cái này nó rồi. Ý như rằng mà ôi nhanh chết mà. Trời mưa rồi mọi cam người cam bê chăn vào. Nhưng rằng thôi phơi như thế cũng được rồi. Cứ đến tầm khoảng độ tầm đầu giờ chiều, 1-2 giờ chiều là trời sẽ mưa rất là to. Để đây con ơi, để đây. Máy quát là chăn ga cũng có vẻ được phơi cũng ok rồi. Cũng định nằm đấy luôn à? Chán không? Mưa bóng mây vừa rút vào thì lại nắng. Thôi, tí nữa mình còn phơi. Nhưng mà cơn mưa vẫn có này, vẫn cơn mưa chuẩn tới này. Thế chỉ cho mọi người một cái cách mà để khi mà mình cắt chăn ga gối nó được gọn gàng hơn, thì mọi người dùng cái ruột gối. Sau đó mọi người bỏ hết tất cả những cái phụ tùng của cái bộ ga đấy, ví dụ như là vỏ ga này, vỏ chăn này, vỏ gối này, mọi người lồng, mọi người cho hết vào cái này, thì khi là lúc mà mình cắt ý, thì nó sẽ rất là gọn, nó không phải lùng bùng cả một đống. Rồi lúc mà mình đi tìm đồ để mà mình thay ý, thì nó sẽ nguyên một cái bộ đấy ở trong này luôn, chứ không phải là mỗi thứ một nơi. Đó, rất là tiện. Cho vào cái một cái vỏ gối mọi người nhá. Lúc ấy vợ mình nó cho vào một cái ruột gối. Cho vào cái vỏ gối. Cho mọi người một cái cách để mà mọi người có thể lồng chăn cho nó được nhanh hơn, nếu như mọi người chỉ lồng chăn có một mình thôi. Thì bình thường là mọi người sẽ hay lột cái vỏ chăn này ra theo chiều xuôi để mọi người lồng đúng không? Thế nhưng mà mọi người cứ để nguyên cho mình cái ruột trái của nó nhá. Mọi người nhìn nó, đây là cái ruột phần bên trong của nó. Cái chiều trái. Nghĩa là mọi người sẽ không lột theo chiều phải của nó mà lột theo chiều trái và giải ra theo chiều của cái chăn như thế này. Đó, để cái góc của cái chăn này với cả cái góc của cái vỏ chăn đấy. Sau đó mọi người sẽ luồn tay vào đây và mọi người chỉ cần là bám vào hai cái đầu này nữa thôi, nó làm rất là nhanh thôi. Đây, ở đây và mình sẽ túm một cái bên này. Như vậy thì khi mà mọi người lồng ấy nó đỡ bị rối chắc ở bên trong. Thường là lúc mà mình lồng thì cứ đầu này lộ sang đầu kia thành ra bị dở rồi. Đây, mình sẽ túm hai cái đầu này và mình lật nó ra như thế nữa là xong. Trải chăn ra nữa là xong. Thì mình thôi, mình cũng có thể là mình tự lồng chăn được, mà không cần phải hai người, mình có thể lồng được. Ok. Nhanh đúng không? Chỉ có mất chưa đầy một phút thôi là mọi người đã có thể lồng xong cái chăn này rồi. Bây giờ mình chỉ cần rũ nó ra nữa là được. Mình sẽ dùng cái chai xịt này mà lúc mà mình mua cái bộ chăn ga người ta tặng thêm cho mình ấy, để mà mình xịt cho cái chăn gối nhà mình nó thơm, với cả là nó có thể khử những cái mùi hôi.
Rồi, như vậy là bọn mình đã quay xong vlog một buổi, bọn mình dọn dẹp xong phòng ngủ này. Và phơi phóng rèm thì bọn mình vẫn đang phơi ở ngoài kia, tại vì là nó vẫn chưa khô lắm. Thì đấy, trong phòng ngủ bọn mình là như vậy. Và nếu mà xem video ngày hôm nay xong mà các bạn có được một cái động lực gì đó thì mọi người hãy comment ở bên dưới để cho nhà Cam biết nhá. Và các bạn biết đấy, giấc ngủ thì rất là quan trọng, và phòng ngủ thì cũng quan trọng không kém, cho nên là chúng ta hãy chăm sóc căn nhà của mình, đặc biệt là phòng ngủ cũng như giấc ngủ của mình mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video này. Bye bye, bye, bye.